những ngày cận Tết, ai ai cũng tranh thủ mua sắm và làm đẹp. Và đối với hội chị em những ngày này, làm tóc được ưu tiên số 1. Việc nhận lại những mái tóc không ưng ý được coi là một niềm đau khó diễn tả. Nhiều diễn đàn còn có những chia sẻ vui, làm tóc ăn Tết chính là cuộc chơi may rủi bậc nhất của hội chị em. Và không chỉ ngày nay, hàng chục năm về trước, việc các chị em đến hiệu làm tóc trước Tết đã như một thói quen. Không nhiều tiệm như bây giờ nên muốn làm tóc, nhiều người phải lấy số thứ tự, xếp hàng đợi 2 ngày mới đến lượt. Phụ nữ thời đó có hai kiểu tóc, hoặc không làm gì để suông thẳng tự nhiên, hoặc phải đi làm mốt tóc phi dê, có nghĩa là uốn tóc xoăn, mốt tóc được chuộng nhất thời bấy giờ. Để làm một mái tóc phi dê thường mất 4 giờ đồng hồ, phải chịu đựng cái mùi thuốc nồng nặc ammoniac. Dụng cụ uốn tóc thời đó cũng khá thô sơ, nếu không cẩn thận khách và thợ có thể bị điện giật, bởi toàn bộ dụng cụ uốn làm bằng nhôm, không có lớp chống giật như hiện nay. Dụng cụ này cũng không có nút chỉnh số, buộc thợ tóc phải tự căn chỉnh. Cảm thấy độ nóng vừa đủ, thợ nhanh chóng rút điện ra, nếu chậm một chút có thể khiến tóc bị cháy. Thế nhưng muốn có được bộ tóc xoăn xoăn, búp tóc bồng bềnh thì nhiều chị em vẫn phải bất chấp để làm đẹp.